Theo đó, đoàn công tác liên ngành của địa phương sẽ thường xuyên có mặt tại chợ nông sản Đà Lạt từ nay đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2015 nhằm giám sát tình hình thực hiện lệnh cấm nhập khẩu khoai tây Trung Quốc vào chợ này. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cũng tiến hành tuyên truyền vận động tiểu thương kinh doanh tại chợ nông sản Đà Lạt sau khi bán hết khoai tây Trung Quốc đã nhập khẩu trước đây, không được tiếp tục nhập khẩu mà chuyển sang kinh doanh các mặt hàng nông sản Đà Lạt khác. Và qua ghi nhận, các tiểu thương đã chấp hành lệnh cấm nhập khoai tây ngoại. Còn số lượng khoai tây Trung Quốc đã chuyển vào chợ nông sản Đà Lạt trước đó vẫn được các tiểu thương kinh doanh buôn bán bình thường. Thông qua việc thực hiện lệnh cấm nhập khẩu khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt, góp phần quan trọng lành mạnh hóa thị trường kinh doanh, bảo vệ thương hiệu khoai tây Đà Lạt, tránh tình trạng giả danh thương hiệu như trong thời gian qua.